Quý khán giả đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ Băng Châu kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam và giải trí. Tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh tại quê nhà Việt Nam. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 14 tháng 8 ghi nhận có thêm một người tử vong sau khi bị nhiễm COVID-19. Đây là một phụ nữ 61 tuổi sống tại Đà Nẵng, có tiểu sử tiểu đường loại 2. Cũng trong cùng ngày, tại Việt Nam có thêm 24 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên con số là 929 người. Trong đó có 437 người đã khỏi bệnh, 21 ca tử vong, số còn lại hiện đang được điều trị. Cũng trong cùng ngày, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam khẳng định, dự kiến hết tháng 8, giới hữu trách sẽ kiểm soát được dịch bệnh ở Đà Nẵng. Theo ghi nhận hiện nay, Bộ Y tế hiện đang phối hợp với Đà Nẵng và Quảng Nam để nhanh tiến độ lấy mẫu cũng như mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng. Những y bác sĩ giỏi nhất từ các bệnh viện lớn cũng được điều động để đến hỗ trợ cho hai khu vực này. Tất cả trang thiết bị cần thiết cũng được đưa vào để phục vụ điều trị. Và cũng theo Bộ Y tế thì chiến lược chống dịch của Việt Nam là chiến dịch của nước còn nghèo. Do đó, cả cộng đồng phải chung sức để cùng ngăn chặn dịch bệnh. Phương châm chống dịch của Việt Nam từ đầu cho đến giờ vẫn không thay đổi là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch. Đồng thời, người dân phải có biện pháp để sống chung an toàn với dịch bệnh về lâu dài. Bên cạnh đó, thì Việt Nam đặt mua vaccine COVID-19 của Nga. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 14 tháng 8 cho biết đã đề xuất đặt mua vaccine COVID-19 từ Nga và Anh, đồng thời khẳng định đang nỗ lực phối hợp với các nhà cung cấp vaccine trên thế giới để mua và sản xuất vaccine, trong đó có Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc cung cấp vaccine phụ thuộc vào tiến độ thực hiện các thử nghiệm lâm sàng của nhà sản xuất. Riêng tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết cũng đang thúc đẩy tiến độ nghiên cứu vaccine, trong đó công ty Vabotech đang phối hợp với trường đại học Princeton của Anh để nghiên cứu sản xuất thuốc chủng ngừa theo công nghệ vector virus. Viện IVAC thì đang phối hợp với tổ chức PAD của Hoa Kỳ để sản xuất thuốc dựa trên quy trình của vaccine cúm mùa và cúm đại dịch. Ngoài ra, trung tâm Polivac và công ty dược Nanogen cũng đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển vaccine COVID-19. Nhìn chung bước đầu cho thấy kết quả khả quan, dự kiến cuối năm 2020 sẽ có các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Sài Gòn đã phát hiện một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị nhiễm COVID-19. Đây là ca nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam công bố chiều 14 tháng 8. Bệnh nhân được xác định là một thanh niên 27 tuổi mang quốc tịch Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép qua biên giới phía Bắc vào Việt Nam cùng với 7 người. Nhóm người này trước đó đã di chuyển bằng xe hơi vào thành phố Sài Gòn nhưng đã bị phát hiện và được đưa đi cách ly theo quy định vào ngày 30 tháng 7. Kết quả xét nghiệm trong 3 lần của người này cùng với cả nhóm đều âm tính. Tuy nhiên, cho đến ngày 12 tháng 8, khi lấy mẫu xét nghiệm lần thứ tư, kết quả lại cho thấy đối tượng trên bị dương tính với nCoV. 7 trường hợp còn lại âm tính. Tính từ tháng 5 cho đến nay, chính quyền thành phố Sài Gòn đã phát hiện 152 trường hợp nhập cảnh trái phép. Trong đó, người Trung Quốc chiếm 72%, người Campuchia 11%, còn lại là người Việt Nam và Nam Hàn. Các trường hợp này khi phát hiện đều được cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Các chuyên gia nhận định nếu trường hợp này không được phát hiện và tiếp tục lẫn trốn trong cộng đồng sẽ trực tiếp tạo ra những ổ dịch không rõ nguồn lây khiến cho việc phòng chống dịch sẽ khó khăn hơn rất nhiều. 11 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, các địa phương vừa có thông báo về việc cho học sinh nghỉ học nhằm để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, các tỉnh này bao gồm Hải Dương, Quảng Trị, Phú Yên, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Định và Vĩnh Long. Hầu hết các nơi này đều chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc có hình thức phù hợp với yêu cầu thực tế. Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức, cá nhân dạy thêm, kỹ năng sống sẽ tạm dừng hoạt động dạy và học. Riêng học sinh khối 12 được phép tổ chức ôn luyện đến ngày 5 tháng 8, nhưng phải bảo đảm việc vệ sinh phòng dịch,
theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến giải trí cho biết con trai của tài tử Denzel Washington từng không dám nhận cha. John David Washington là ngôi sao của phim Tenet, từng nói dối về cha của mình để tránh bị nhà sản xuất so sánh. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với trang Mitchell Porter, nam diễn viên 36 tuổi tiết lộ đã nhiều lần anh giấu chuyện Denzel Washington là cha của mình trong quãng đầu sự nghiệp. John David Washington lo ngại rằng mình sẽ bị đem ra so sánh với tài tử từng thắng giải Oscar. John kể lại, người ta thường thay đổi thái độ khi biết cha anh là ai. Do đó anh có lúc phải nói dối rằng cha mình là công nhân xây dựng hoặc thậm chí là đang ngồi tù để được đối xử bình thường. Nam diễn viên còn nói thêm người ta không cho rằng anh muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất một cách nghiêm túc, dù anh có màn thử vai rất tốt. Do đó che giấu danh tính người cha giống như một cách để anh bảo vệ cho bản thân. Gần đây thì John David Washington nhận lời tham gia dự án Malcolm and Mary. Kính thưa quý vị, Harry Styles xác lập cột mốc mới của sự nghiệp mình. Watermelon Sugar trở thành đĩa đơn đầu tiên của Harry Styles đứng vị trí số 1 Billboard Hot 100 kể từ khi anh hoạt động với tư cách solo. Theo Billboard tuần này, đĩa đơn Watermelon Sugar của Harry Styles đã vươn từ vị trí thứ 7 lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây là single đầu tiên của Harry Styles giành vị trí số 1 trên bảng danh giá kể từ khi anh hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo. Ngoài ra, Styles cũng là thành viên thứ hai của nhóm One Direction đạt được vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 khi ra hát solo. One Direction hiện nay thuộc số ít nhóm nhạc có nhiều hơn một thành viên đạt vị trí dẫn đầu Billboard Hot 100 sau tên tuổi huyền thoại The Beatles. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Bằng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả một buổi tối thật ấm áp và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị.